Hôm nay là cuối tháng 4 rồi, chuẩn bị khách du lịch qua cũng nhiều đó. Nay có cái xe chở khách du lịch đi vòng vòng phố đây, xe buýt 2 tầng. Thấy không các bạn? City seen, seen, no way. Hop on. Hop, hop. À, thành phố này thấy nó nhộn nhịp hơn rồi đó. Nay do mùa hè chợ cá bắt đầu người ta dọn ra bán được rồi, ấm rồi, buôn bán đủ thứ hết, trái cây, xúc xích, cua, ốc, cá rồi này kia. Nghe chim biển nó kêu quá chừng luôn ha. Thấy nhộn nhịp quá. Mình đang đứng giữa trung tâm thành phố nha. Hôm nay nhiệt độ ở ngoài khoảng 7 độ. À, gió thổi nghe em nghe lạnh cái tay á. 6 7 độ gì đó. Nhưng mà khí hậu mát mẻ, trong lành. Hít thở trong lành. Đầy đủ oxy. Này nó làm gì cái trụ này? Có khói ở phía trên nè. Hình như cái chỗ đằng kia để chữ bingo á, là chỗ chơi chơi mấy cái giống như Lotto hồi xưa của mình, chữ số á.
vui lắm. Mình cũng có chơi rồi. Tòa nhà này làm kiểu đẹp á. Xưa cổ. Hôm nay tàu sao nhiều dữ vậy ta? Tàu lớn lớn không à? Trời cũng âm u ha. À, bên đây nó vậy, mặt trời ít lắm. Trong đó là nhà kiến bán đồ biển. Chỗ này là chuyên về nhà hàng nè, cái nhà đó đủ nước ở trong hết á, ba nhà hàng được. Rồi, cảnh sát nha, cảnh sát đi xe Honda đi vòng vòng coi coi ai hỏi gì hỏi. Sợ có nhiều người bị mệt quá rồi rượu nhiều quá xỉn là ngủ bờ ngủ bụi. À, cái nhà để chiếc Clubhouse là cũng trung tâm thương mại mua bán trong đó nha. Đây, King Crab. Ở đây bán ký khoảng 110 đô. Trong siêu thị thì bán có 6 mấy 7 mấy đô vậy ký. Tươi luôn nha, tôm hùm. Quá chừng luôn. Khách du lịch cũng đông lắm, hôm nay khách du lịch đông lắm. Hay khách du lịch ta ngồi quá chừng luôn. Chói nắng. Là biển hay bị dầu nhiều quá, mấy cái tàu đậu nè, mấy tàu tốc hành. Này là bến tàu tốc hành à, đi xuyên tỉnh, đi vào tỉnh khác.
này ở dưới gầm tàu á, à, hai cái chân tàu đưa lên ở dưới gầm tàu. Ở bên đó là Bregan, à, khách du lịch ưa tới đó chụp hình lắm. Chỗ này là ưa để trên mấy cái tour du lịch đó, nó chụp cái cảnh này nó để lên nè. Đi Ba Gan là thấy cảnh này, cái ảnh này là biết. Trên núi nó có một chiếc xe điện đang chuẩn bị nó đang chạy lên đó, lên trên. À, đi bằng xe điện lên. Rồi tàu đang chạy ra. Xem ra nó chạy như thế nào. Bữa nào chắc phải đi cho biết quá. Xoay đầu luôn. Ở ngoài kia có một chiếc tàu nhỏ đang đậu giữa chừng. Coi sao. Đó, có chiếc nhỏ đậu giữa. Đó, anh chạy vô rồi. Khí hậu mát quá, thoái thiệt. Ai mà đi qua du lịch đi qua tháng này nè, trời đẹp mà khí hậu cũng thoải mái, không có lạnh mà cũng không có nóng. Mà nóng nhất bên này là chừng khoảng 18-20 độ, có thể lên 24 độ. Tháng này với tháng sau là đẹp, giờ dài tới tháng 9 cũng còn trời đẹp. Đi du lịch Na Uy thì đi mùa hè, đẹp. Rồi.
Mình tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn quý vị theo dõi kênh của mình. Bạn nào chưa bấm đăng ký nhớ bấm giùm mình nha. Để có những cái video tiếp theo để mà mình xem cho nó vui. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc, nhiều may mắn. Xin chào.